Hello, welcome back to my channel Start the Kingdom Come. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nào. Grand Liba. Okay. Let's go.
Ok. Mình sẽ mở đây ra xem có gì không. Ở trên cây. Các bạn sẽ phải nhặt những viên sỏi này. Okay, let's go. Sau đó thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Ở đây thì mình sẽ tẩu thoát bằng con tàu.
Một đồng xu. Tổng số này thì các bạn sẽ mua được tầm vé. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Speeder, Grand Iba. Ok, vào tận cái này thì các bạn sẽ thoát bằng chính cánh cửa mà các bạn đã từng vào. Let's go. Một ngôi nhà toàn màng nhện, toàn hình nhện luôn.
Ở đây đầu tiên thì các bạn sẽ phải mở khóa cánh cửa này. So let's go. Trong này sẽ có gì không? Không có gì. Tiếp tục. Ở đây không có gì. Lên trên đâu. Một quả dưa. Đây không có gì. Mình sẽ tìm những viên sỏi luôn. Mình có viên sỏi rồi, tí tìm tiếp. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Không có gì ở đây. Không có gì. Oh my god. Đâu xe ok.
Fly, một tầm thang. Ok, sau đó thì mình sẽ bắn hai cái laser xuống. Cái này rơi sang phòng bên kia. Rồi, chuẩn bị thoát ra khỏi đây.
ngôi nhà của Spider Granny. Let's go. Cánh cửa đã mở ra rồi, chuồn thôi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.